có người kinh đây nè quý vị ơi, hai người kinh trùng luôn nè. Đây hai người, người áo đỏ, người áo đen. Kinh trùng thì giải thưởng chia đôi. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Cảm Nhận Cuộc Sống. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và hạnh phúc. Thì hôm nay nhân dịp Tết Tây, ở trong Hồ Nước Ngọt có tổ chức hội chợ đấy quý vị và các bạn. Thì Cảm Nhận Cuộc Sống đi chơi, rồi sẵn dịp thì Cảm Nhận Cuộc Sống quay video để cùng xem với quý vị và các bạn luôn nha. Thì ngay trước mặt Cảm Nhận Cuộc Sống đó là cái đoàn kêu lô tô đó quý vị các bạn. Thì bây giờ Cảm Nhận Cuộc Sống sẽ đi một vòng rồi sẽ đi xem người ta kêu lô tô như ngày xưa như thế nào nha quý vị và các bạn. Đây không khí cũng tấp nập nè quý vị và các bạn. Cảm Nhận Cuộc Sống đi giờ này thì hơi trễ đó quý vị và các bạn, đi khoảng 8 giờ rưỡi tối thì cũng không có còn đông lắm, nhưng mà cũng còn vui đó quý vị. Đó mấy cái gian hàng mua bán nhân dịp lễ Tết Tây đó quý vị và các bạn. Thì lâu lắm rồi Cảm Nhận Cuộc Sống mới lại đi hội chợ vào buổi tối, thường là đi ban ngày không à. Đây có cái gian hàng này là gian hàng ném banh như nè. Thì thấy ở trước mặt Cảm Nhận Cuộc Sống có kêu lô tô vui quá. Thì Cảm Nhận Cuộc Sống sẽ cùng quý vị các bạn xem kêu lô tô bây giờ khác ngày xưa như thế nào nha. Thì thấy khách người ta chơi lô tô cũng nhiều nè quý vị các bạn. Nếu mà nói về lô tô này Cảm Nhận Cuộc Sống nhớ lại khoảng chừng 20 mấy năm về trước. Kêu vui lắm trong Hồ Nước Ngọt này. Bây giờ thì kêu lô tô thì cũng không có bằng ngày xưa. Cái cách kêu á không bằng ngày xưa. Ngày xưa kêu mỗi một con số là một cái bài hát. Còn bây giờ thì kêu giống như là bây giờ là rút gọn lại đó quý vị các bạn. Bây giờ trúng giải thì cũng khác nữa. Ngày xưa trúng nè, sữa nè, bột ngọt nè, đường nè, mì gói á, thùng thùng vậy đó quý vị. Còn bây giờ thì trúng khác hơn, trúng đồ gia dụng, rồi trúng bia. Thì hôm nay thấy cũng không khí cũng vui, thì Cảm Nhận Cuộc Sống sẽ cùng quý vị và các bạn xem lại những chuỗi ngày thơ ấu, những cái chuỗi ngày mà ngày xưa mình thường hay xem lô tô, chơi lô tô, trúng được sữa ông thọ, trúng được bột ngọt. Tuy giải thưởng không lớn nhưng mà mình kinh được cái là mình vui lắm. Cái chỗ này là ngay cái chỗ hát đại nhạc hội đó nha quý vị và các bạn. Nhưng mà cái chỗ này là chỗ hát đại nhạc hội mới á. Còn cái chỗ hát đại nhạc hội cũ á nằm ở ngoài kia kìa quý vị. Sẽ có dịp Cảm Nhận Cuộc Sống sẽ quay một cái video về cái khu vực mà lúc trước mình thường xem đại nhạc hội ở ngoài đó, ở trong Hồ Nước Ngọt này luôn á. Để Cảm Nhận Cuộc Sống quay một vòng cho quý vị và các bạn xem
không khí. Người ta chơi cũng nhiều lắm á quý vị. Ngày xưa chơi nhiều hơn nha quý vị. Ngày xưa là đứng không, không có chỗ ngồi. Ngày xưa đứng đầy hết trơn luôn á. Có người kinh này nè quý vị ơi, hai người kinh trùng luôn nè. Đây hai người, người áo đỏ, người áo đen. Kinh trùng thì giải thưởng chia đôi. Rồi hai anh em mời có người một hai người đi, hai người xé là hai hả? Thôi người thứ hai, thứ sáu. Để cảm nhận cuộc sống lại gần coi phát giải như thế nào. Anh dập lên trung nghiệp em lắm. 14 vừa kêu có 1. Số 4 có 2. 40 có 3. 60 hợp lệ. Chủ nhân thứ nhất, chủ nhân thứ hai. Anh dập đây nè. Anh dập em nè, không dập, dập ai vậy? 14 mới kêu bên trên. Có 1. Số 9 có 2. 25 có 3. 38 hợp lệ. Theo thể lệ kinh trùng chia đều cho đôi bên. Mình nên em chịu anh, hai anh xé làm hai hả gì? Người lấy phần trên, người lấy phần dưới, thôi xẻ làm hai đi cho nó gọn. Hai người kinh một lượt. Thấy gì giờ? Thôi hai người lấy cộng chuyện chia làm hai bước căng cơ, người nhiêu lấy mẹ đi. Rồi bây giờ thường á, lô tô này ít khi nào hai người kinh một lượt lắm. Thường là mình chơi lô tô ở nhà đó mới là kinh trùng. Còn này lâu lâu mới có hai người kinh trùng một lần. Đó, nhận giải thưởng này, nhận sản phẩm. Hai người hai thùng. Này cây lau nhà đó quý vị. Rồi thì bây giờ bà Phương kính mời anh Ban Tư mình ủng hộ giùm đội kế tiếp. Đó là một vé 20.000 đồng anh Ban Tư mình nhận trong sản phẩm bên trên. Bia và cây lau nhà. Rồi anh ta chuẩn bị kêu lô tô tiếp đợt 2. Cây lau nhà thì một cây, bia thì một thùng bóng. Rồi trong những cuộc sống thì với quý vị các bạn đã xem hết một đợt kêu rồi. Bây giờ đi ra ngoài. Lâu lâu đi hội chợ buổi tối một lần thấy vui quá, vừa vui mà vừa đẹp nữa. Rồi chỉ là cảm nhận cuộc sống đã cùng quý vị các bạn xem kêu lô tô ngày nay như thế nào rồi. Cảm ơn quý vị các bạn đã xem video này. Nếu quý vị các bạn thấy hay thì nhớ like, share, đăng ký kênh, ủng hộ Cảm nhận cuộc sống để Cảm nhận cuộc sống làm những video sau hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.